Tôi cũng xin lỗi là bởi vì cái thời gian bên kia hỏi nhiều quá thành ra bị bệnh. Tôi trong hoàn thành bài này thì tôi sẽ nói về cái thách thức và giải pháp trong điều trị HAP, VAP, tức là viêm phổi bệnh viện và viêm phổi thở máy thời kỳ vi khuẩn đa kháng. Và tôi cũng sẽ xin cập nhật một vài những cái thông tin mới từ cái hội nghị ECCMID năm 2019 tháng 4 vừa qua trong cái điều trị của cái viêm phổi bệnh viện và viêm phổi thở máy này. Chúng ta cũng biết rằng là đối với cái viêm phổi bệnh viện đó thì sau cái guideline ATS/IDSA năm 2016 thì bây giờ viêm phổi bệnh viện của chúng ta nó sẽ chỉ còn có viêm phổi bệnh viện và viêm phổi thở máy thôi. Còn cái mảng mà viêm phổi liên quan chăm sóc y tế HCP, tức là Healthcare Associated Pneumonia HCP, nó được đưa vào trong cái CAP, tức là cái viêm phổi cộng đồng. Đối với cái viêm phổi bệnh viện và viêm phổi thở máy thì các cái tác nhân gây bệnh thì gần như là chúng ta thấy rằng là những cái thường là những cái tác nhân vi khuẩn kháng thuốc rất là nhiều. Cái nhóm thứ nhất đầu tiên chúng ta sẽ nói đến các cái cốc si gram dương, bao gồm các cái Enterococcus và đặc biệt là Staphylococcus aureus. Và những cái vi khuẩn này nó kháng thuốc ở cái mức độ là kháng methicillin, thậm chí có một cái tỷ lệ nó kháng luôn cả, kháng thực sự đối với vancomycin luôn. Ta gọi là các VRE. Thì rất là kinh khủng. Cái thứ hai, nhóm thứ hai là nhóm các cái Enterobacteriaceae, bao gồm Klebsiella pneumoniae và Escherichia coli. Những cái vi khuẩn này nó kháng thuốc chủ yếu là bằng cơ chế dạng men, và chủ yếu của nó thường nhất là nó kháng tới cái mức nó tiết ra ESBL, tức là beta lactama phổ rộng, nhưng mà nó chưa dừng lại ở đó. Có khi cái mức độ kháng thuốc nó còn cao hơn nữa, đến cái mức nó gọi là carpepedema với cái cơ chế kháng KBC hoặc NDM1, thì tới lúc đó nó kháng luôn cả các bên em. Và cái nhóm thứ ba mình đang nói tới cái nhóm mình rất là đáng sợ là nhóm những siêu vi khuẩn kháng thuốc, là các vi khuẩn như là Acinetobacter baumannii hoặc là Pseudomonas aeruginosa. Đây là những cái vi khuẩn mà nó sẽ kháng gọi là PDA, thậm chí là XDA, thậm chí là PDA, kháng với tất cả các loại kháng sinh. Tại sao như vậy? Là bởi vì những con vi khuẩn này nó kháng thuốc theo nhiều cơ chế. Ngoài cơ chế dạng men, nó còn có thể kháng thuốc theo cơ chế là bằng bơm đẩy, bằng khép kênh borin, là nhiều cơ chế như thế. Thành ra nó trở thành những cái siêu vi khuẩn kháng thuốc. Có khi là nó kháng với tất cả các loại kháng sinh. Và chúng ta đang đối diện với những cái vi khuẩn trong cái viêm phổi bệnh viện và viêm phổi thở máy nó như thế. Đây là cái hướng dẫn về đánh giá về cái risk factor, tức là yếu tố nguy cơ ở theo cái tài liệu guideline của ATS/IDSA năm 2016. Đối với một cái bệnh nhân bị viêm phổi thở máy mà có nguy cơ bị nhiễm vi khuẩn đa kháng, nếu bệnh nhân người ta đưa ra 5 cái yếu tố nguy cơ. Yếu tố nguy cơ thứ nhất là bệnh nhân có sử dụng kháng sinh bằng đường tiêm tĩnh mạch trong vòng 90 ngày qua. Thứ hai là bệnh nhân bị septic shock, sốc septic. Thứ ba là bệnh nhân bị ARDS, tức là hội chứng nguy cấp hấp cấp người lớn. Cái thứ tư là ít nhất bệnh nhân có nằm viện 5 ngày vừa qua. Và cái cuối cùng là bệnh nhân có tình trạng thay thế thận, tức là CRT đó, ví dụ như vậy, lọc thận rồi vân vân. Đó, nếu có 5 yếu tố nguy cơ này thì ta sẽ tiên lượng ngay là bệnh nhân VIP này, tức là viêm phổi thở máy này, là bị các cái vi khuẩn siêu kháng đa kháng thuốc. Còn những cái bệnh nhân mà bị viêm phổi bệnh viện, những cái bệnh nhân mà nguy cơ nhiễm tụ cầu mà kháng methicillin, tức là MRSA, và những cái nguy cơ nhiễm Pseudomonas mà kháng thuốc, thì người ta chỉ đưa ra một yếu tố nguy cơ duy nhất thôi, tức là tiền căn có sử dụng bằng đường thuốc tiêm tĩnh mạch trong vòng 90 ngày qua. Đó là yếu tố nguy cơ duy nhất mà ATS/IDSA năm 2016 người ta gợi ý cho chúng ta. Thế thì cái kháng sinh khuyến cáo điều trị theo kinh nghiệm, tức là empiric therapy, mới vô chúng ta sẽ nhận định và chúng ta sẽ cho kháng sinh, chứ chưa có chờ được cái kháng sinh đồ đâu. Thì theo VIP thì người ta khuyến cáo chúng ta như thế nào? Đối với bệnh nhân mà viêm phổi thở máy đó, thì cái kháng sinh nên cần được bao phủ cả tụ cầu kháng thuốc, Pseudomonas aeruginosa và vi khuẩn Gram. Nên bao dây là như thế. Và chúng ta sẽ khởi động ngay cái điều trị MRSA, tức là theo cái kiểu là điều trị tụ cầu mà kháng methicillin, trong trường hợp là bệnh nhân có yếu tố nguy cơ giống như cái bản mà mình vừa trên bay đó. Nó có 5 cái yếu tố nguy cơ đó. Hoặc là ở những nơi nào mà chúng ta biết rằng là trong số các cái tụ cầu mà bị mắc mà cái tỷ lệ MRSA nó trên 20%, là chúng ta sẽ dập ngay cái MRSA ngay từ đầu, chứ đừng có đánh theo cái hướng MSSA.
hoặc là và những cái thứ thuốc mà chúng ta có thể điều trị em ở đây cho MRSA là riêng cái bên Mỹ thì nó chỉ công nhận có hai loại thôi, vancomycin và linezolid. Nó không có đề cập tới teicoplanin vì teicoplanin sử dụng bên Mỹ thì nó không có phổ biến, chỉ có các cái guideline bên châu Á của chúng ta mới sử dụng teicoplanin thôi. Còn điều trị kinh nghiệm VIP mà kháng sinh mà chống Pseudomonas thì người ta khuyên chúng ta sẽ phối hợp hai kháng sinh khi bệnh nhân có yếu tố nguy cơ, hoặc là chúng ta thấy rằng là ở cái chỗ mà mình làm đó, cái khoa của mình đó, mà cái Pseudomonas vi khuẩn gram âm nó đề kháng thuốc hơn 10% thì chúng ta nên. Nhưng mà cái chuyện này chắc là các cái nơi bệnh nặng, các cái khoa hô hấp của mình gần như mình dính hết rồi. Trên 10% là chuyện nhỏ, mình là 60-70% trở lên không à. Cái thành ra là chắc chắn là mình rơi vào các trường, hoặc là bệnh nhân có những bệnh như là bệnh cấu trúc, như là giãn phế quản hoặc là xơ nang phổi, và chúng ta sử dụng đơn trị khi mà bệnh nhân không có những yếu tố nguy cơ trên. Và người ta cũng khuyên là chúng ta không nên sử dụng aminoglycoside, colistin nếu kháng sinh đủ cho vi khuẩn gram âm. Như vậy thì rõ ràng cái phần sau tôi sẽ trình bày về cái cụ thể cái chiến lược chúng ta sử dụng kháng sinh. Chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ chỉ sử dụng colistin cho những vi khuẩn gram âm hoặc là Pseudomonas hoặc Acetobacter pomoni mà nó là carpapenema producing. Còn nếu không thì chúng ta không cần phải sử dụng tới cái mức độ như thế. Còn đối với điều trị kinh nghiệm của viêm phổi HAP, tức là viêm phổi bệnh viện mà các bệnh nhân có yếu tố nguy cơ của MRSA đó, thì hoặc là ở những cái nơi mà chúng ta thấy cái tỷ lệ mà MRSA nó trên 10% thì có lẽ là bệnh viện mình dính hết. Cái tụ cầu mà cộng đồng của mình là ngay từ xa xưa nó đã là MRSA nó đã 39% rồi, huống chi là trong bệnh viện. Thế thành ra cái tỷ lệ này là có các bệnh viện mình dính hết, cao hơn cái tỷ lệ 10%, 20% của nó nhiều lắm. Hoặc là nguy cơ tử vong cao thì lúc đó chúng ta sẽ điều trị ngay từ ban đầu giống như là một cái MRSA, và kháng sinh điều trị sẽ là vancomycin hoặc là linezolid. Về cái vấn đề thời gian điều trị kháng sinh thì có lẽ cũng là một cái điểm mới, tức là trong những cái trường hợp mà cho dù là viêm phổi bệnh viện hoặc là viêm phổi thở máy mà trường hợp là tác nhân gây bệnh không phải là vi khuẩn kháng thuốc và bệnh nhân đáp ứng tốt với điều trị ban đầu thì chúng ta có thể thời gian chúng ta có thể xuống thang từ ngày thứ 3 đối với những cái trường hợp mà nhiễm vi khuẩn không phải là Pseudomonas hoặc là những vi khuẩn siêu kháng thuốc, và ngày thứ 5 đối với Pseudomonas. Và người ta khuyến cáo chúng ta có thể sử dụng 7 ngày. Và cái chuyện mà 7 ngày này cũng thưa với các anh chị là sau đó bên châu Âu người ta cũng bàn dữ lắm chứ không phải là ấy đâu. Nhưng mà điều thì đúng là có những cái trường hợp mà viêm phổi bệnh viện nó không nặng thì có khi là cái liệu pháp kháng sinh của chúng ta chỉ cần 7-8 ngày, tối đa là 10 ngày được rồi, không cần phải kéo dài 14 ngày hoặc là 3 tuần giống như cái điều trị cổ điển của mình. Nhưng với những cái vi khuẩn kháng thuốc mà nặng đó thì người ta vẫn nói là chúng ta phải tôn trọng cái thời gian điều trị là 14 hoặc là 21 ngày chứ không phải là điều trị ngắn ngày được. Đây là một số những cái khuyến cáo của năm 2016 thì chúng ta có guideline của Mỹ ATS-IDSA. Năm 2017 thì chúng ta có guideline của EERS, Hội lồng ngực châu Âu. Trong cái Hội lồng ngực châu Âu á, thì nó tổng kết lại thì nó có khoảng 15 cái điểm quan trọng trong cái guideline này. Và so với cái guideline của ATS ấy, thì nó có một vài cái điểm nó cũng rõ ràng hơn và nó cũng có hơi khác tí xíu so với guideline của Mỹ. Ví dụ như người ta yêu cầu chúng ta rằng là người ta nói đầu tiên là cần phải biết cái micro mà tại chỗ của mình nó như thế nào. Mình phải làm, mình mới biết cái đặc điểm, cái dùng của mình nó như thế nào. Và chúng ta sẽ chọn cái điều trị kinh nghiệm dựa trên cái đề kháng tại chỗ về của vi khuẩn kháng thuốc và cái khả năng đề kháng của các cái vi khuẩn đó. Chúng ta cần phải giới hạn cái việc sử dụng monotherapy, điều trị kháng sinh đơn trị mà phổ hẹp theo kinh nghiệm, cần phải limit cái đó. Và nếu mà các cái yếu tố nguy cơ và trên 25% là đa kháng thuốc thì chúng ta sẽ sử dụng cái duo Pseudomonas và cái MRSA therapy, tức là điều trị MRSA và duo Pseudomonas, tức là chúng ta phải sử dụng theo cái kiểu giống điều trị giống như là Pseudomonas mà kháng thuốc. Cái phần sau tôi sẽ trình bày chiến lược chúng ta sử dụng kháng sinh như thế nào. Vân vân. Và người ta cũng cũng nhiều, gồm có 15 cái idea về cái idea chính trong cái việc quản lý những cái bệnh nhân mà viêm phổi bệnh viện và viêm phổi thở máy.
Và một cái idea quan trọng trong cái viêm phổi, cái ERS guideline đó, là nó nói rằng là chúng ta xử trí kháng sinh của viêm phổi bệnh viện nó giống như viêm phổi thở máy vậy đó. Chứ trong khi cái ATS thì nó phân ra viêm phổi bệnh viện rồi viêm phổi thở máy. Còn trong ERS nó nói là sử dụng kháng sinh của hai cái thằng ấy như nhau thôi, chiến lược sử dụng kháng sinh như nhau. Và trong ERS guideline đó thì nó cũng nói rằng là với ở những bệnh nhân nào mà có nguy cơ cao của viêm phổi bệnh viện và viêm phổi thở máy, đó là bệnh nhân bị septic shock, bệnh nhân có nguy cơ tử vong trên 15%, hoặc là có cái tỷ lệ cao của vi khuẩn kháng thuốc, tức là trên 25% của vi khuẩn gram âm hoặc là MRSA, hoặc là bệnh nhân có yếu tố nguy cơ khác, đó là mới sử dụng kháng sinh trong vòng 5 ngày vừa qua, hoặc là trước đó bị nhiễm cái vi khuẩn đa kháng thuốc, nhiễm vi khuẩn kháng thuốc, thì đó là những cái nguy cơ của cái bệnh nhân bị viêm phổi bệnh viện hoặc là viêm phổi thở máy mà nguy cơ bị nhiễm những vi khuẩn kháng thuốc. Và việc điều trị nếu mà cái tỷ lệ MRSA nó trên 25% đó thì điều trị ngay con tụ cầu là điều trị MRSA chứ không có điều trị MSSA. Mà cái thứ này là bệnh viện mình dính hết. 25% đối với mình là quá thấp. Mình thì bên Bạch Mai, bên Chợ Rẫy, bên bệnh viện Đại học Y Dược của tôi cũng vậy, tỷ lệ nó cao hơn. Bên Chợ Rẫy thống kê bây giờ cái tỷ lệ của nó đã là khoảng 70-80% là MRSA rồi, trong cái số các cái tụ cầu. Và trong cái chiến lược mà điều trị ngày hôm nay thì đúng là chúng ta có một số những cái kháng sinh mới, chứ không phải là không, vài kháng sinh mới. Nhưng những kháng sinh mới mà chúng ta có đó, nó không phải là vô địch. Nó không thể điều trị cho tất cả các cái loại vi khuẩn kháng thuốc, mà chỉ trong một vài các cái nhóm gì đó. Do đó hiện nay với cái nguồn kháng sinh cũ thì chúng ta sẽ phải sử dụng theo cái kiểu là PKPD, tối ưu hóa vấn đề kháng sinh. Đây là thầy anh ngồi ở đây sẽ chuyên gia nói về cái chuyện tối ưu hóa sử dụng kháng sinh cho chúng ta. Nhưng mà rõ ràng ngày hôm nay chúng ta đang sử dụng với cái kho kháng sinh cũ mềm đó, thì chúng ta phải sử dụng kháng sinh theo kiểu PKPD. PKPD thì nó sẽ liên hệ tới rất là nhiều những cái chuyện chúng ta đánh giá về phía cái cơ chế tác dụng của kháng sinh của mình là cơ chế gì. T above MIC, AOC trên MIC, cái cut-off value MIC đề kháng của nó với vi khuẩn kháng thuốc nó là cỡ bao nhiêu, chúng ta phải nắm được hết. Sau đó chúng ta sẽ tính toán tới cái chuyện là trên cơ địa của người bệnh nó có phải là tình trạng nhiễm trùng nặng hay không, nó có tăng cái volume distribution hay không, tình trạng eGFR cái thận của nó như thế nào, tình trạng đạm máu của người ta như thế nào, và chúng ta sẽ tính toán cái việc sử dụng kháng sinh làm sao cho hợp lý nhất, bao gồm cái chuyện có thể là phải loading dose với một số những cái loại kháng sinh, dùng liều tải sau đó mới dùng liều duy trì, hoặc là chúng ta dùng double dose, hoặc là chúng ta phải truyền kéo dài. Và mục đích tất cả những cái chuyện đó, chúng ta tối ưu hóa cái hiệu quả của kháng sinh mà chúng ta đang có và chúng ta đang sử dụng để điều trị cho bệnh nhân. Đây là cái thuốc kháng sinh mà chúng ta có thể lựa chọn cho các Enterobacteriaceae mà tiết beta-lactam phổ rộng, bao gồm Klebsiella pneumoniae hoặc là E. coli. Đó là nhóm đầu tiên phải nói là carbapenem. Carbapenem thì chúng ta có thể sử dụng ertapenem, imipenem, meropenem hoặc là doripenem. Ở Mỹ thì doripenem nó không xài cho viêm phổi thở máy vì bị thất bại. Nghiên cứu nửa chừng thì bị thất bại nhiều quá và nó cắt cái doripenem, không có điều trị cho viêm phổi thở máy. Còn ở châu Á mình thì cứ xài bình thường, không sao cả. Một cái nhóm thứ hai là chúng ta có thể sử dụng beta-lactamine inhibitor. Còn đối với ATS thì nó còn đưa ra có thể sử dụng C3 hoặc là cefepime. Nhưng mà tôi để ở đây màu đỏ là bởi vì trong cái điều kiện của mình chắc là nó đã kháng lắm rồi. Thành ra đừng có sử dụng C3 hoặc cefepime. Chỉ có một trong hai option này thôi. Và nếu mà chúng ta có bằng chứng hoặc là rằng là cái Enterobacteriaceae này chỉ là tiết ESBL thôi, thì chúng ta nên ưu tiên lựa chọn cái carbapenem nhóm 1 là ertapenem là đủ rồi, để dành cái carbapenem nhóm 2 cho những cái vi khuẩn mà có khả năng là đề kháng cao hơn. Còn nếu mà chúng ta không có biết chắc thì chúng ta có thể sử dụng carbapenem nhóm 2 cũng được. Đối với Pseudomonas thì hiện nay thì gần như Pseudomonas của chúng ta là duo Pseudomonas kháng thuốc rất là nhiều. Cái tỷ lệ mà Pseudomonas mà nó hiện ít kháng thuốc, ít lắm, chủ yếu là kháng thuốc. Và nếu là Pseudomonas kháng thuốc thì nhất là trong các cái trường hợp sau đây thì chúng ta phải combination, tức là phối hợp kháng sinh. Người ta đưa ra trường hợp thứ nhất là nếu bệnh nhân có sử dụng kháng sinh bằng đường tiêm chích trong vòng 90 ngày qua, hoặc là thứ hai là bệnh nhân có nguy cơ cao của tử vong
đó, 10 trên 15 20% có khả năng bệnh nhân bị tử vong vì bệnh nặng. Cái thứ ba, bệnh nhân bị septic shock, và cái thứ tư là bệnh nhân bị có bệnh cấu trúc, ví dụ như giãn phế quản hoặc là sơ nang, thì lúc đó để điều trị con Pseudomonas này chúng ta nên combination. Công thức combination của chúng ta là một thuốc chính sẽ là carbapenem nhóm 2, có thể là imipenem, meropenem hoặc là doripenem. Cái thứ hai là chúng ta sẽ phối hợp với một cái nhóm ở phía sau. Nhóm ở phía sau này có thể là colistin, amikacin, quinolone. Nhưng mà lưu ý, amikacin không bao giờ sử dụng monotherapy để điều trị Pseudomonas vì chắc chắn là tỷ lệ thất bại đã cao. Còn chúng ta sử dụng colistin khi nào có bằng chứng Pseudomonas này là carbapenem producing, tức là nó kháng với carbapenem, thì lúc đó chúng ta mới sử dụng tới colistin. Còn để điều trị với cái con Acetobacter pulmoni, thì chúng ta có thể sử dụng colistin cho những cái nhóm mà có carbapenem. Còn nếu không thì chúng ta có thể sử dụng cái nhóm cefoperazone hoặc là ampicillin sulbactam, chủ yếu là cái đôi sulbactam, và chúng ta cần phải đạt cái liều sulbactam là 6 gram trên 24 giờ. Trung bình á, các bác sĩ mình mà xài cái này á, với cái công thức phối hợp của nó, cái đuôi nó 0.5 tức là 12 lọ đó, thì mới đủ 6 gram sulbactam. Còn đối với Mỹ thì nó không có xài tigercilin, nhưng mà các cái phác đồ của châu Á đó thì có xài tigercilin để điều trị con AB này. Và một số những trường hợp chúng ta có bằng chứng để chứng minh rằng là mặc dù trên kháng sinh đồ thì cái con này nó đã kháng carbapenem rồi, nhưng nếu chúng ta phối hợp với carbapenem thì lúc đó nó sẽ có cái hiệu quả. Các cái carbapenem mà chúng ta có thể phối hợp với colistin đó là imipenem, meropenem hoặc là doripenem. Thì đây là một cái công thức, một cái cách để làm gia tăng cái hiệu quả PKPD kháng sinh để mà chúng ta điều trị, đó là truyền kéo dài. Và đây là các cái nghiên cứu cho chúng ta thấy rằng là với cái format cũng cái liều như vậy, nhưng mà chúng ta chỉ truyền bình thường là 30 phút so với cái truyền chúng ta kéo dài là 3 giờ, thì lúc đó cái hiệu quả của cái kháng sinh khi mà chúng ta truyền kéo dài 3 giờ nó sẽ đạt được over cái MIC đề kháng, là nó tốt hơn, nó cao hơn, hiệu quả hơn so với cái chuyện ngắn. Và ở Việt Nam của mình á, cũng có một cái nghiên cứu về cái kiểu phối hợp kháng sinh colistin cộng với một cái carbapenem hoặc là một cái sulbactam, và với các cái liều colistin là 0.125, 0.25 hoặc là colistin là 0.5 microgram trên ml, thì chúng ta thấy rằng là khi colistin cộng với các kháng sinh này thì lúc đó nó có hiện tượng synergis với các kháng sinh này. Và khi mà chúng ta sử dụng như vậy thì mặc dù trên kháng sinh đồ là con AB này nó đang kháng với các cái carbapenem, nhưng khi chúng ta phối hợp colistin cộng với các cái carbapenem bao gồm có imipenem, meropenem hoặc là sulbactam, thì lúc đó nó sẽ làm lower cái MIC, và từ cái MIC đề kháng carbapenem nó có thể nó trở thành một cái MIC thấp xuống, thì nó trở thành một cái MIC nhạy cảm đối với carbapenem. Do đó cái kiểu mà chúng ta phối hợp colistin cộng với carbapenem hoặc là colistin cộng với sulbactam là nó có cái cơ sở nguồn gốc như thế. Và đây là một cái nghiên cứu ở nước ngoài cho thấy rằng là khi mà chúng ta phối hợp colistin cộng với imipenem thì với các cái colistin với cái nồng độ là 0.5 hoặc là 1 microgram trên ml thì lúc đó nó có thể cải thiện được đến 82% bệnh nhân đề kháng imipenem. Lúc ban đầu nó trở thành nhạy cảm với imipenem vì cái hiện tượng synergis khi chúng ta phối hợp. Đây là một cái guideline mới nhất, các bạn thì sẽ thấy cái guideline này là 2019, nó hướng dẫn cho chúng ta việc sử dụng polymyxin hoặc là colistin như thế nào gọi là hiệu quả cho những vi khuẩn kháng thuốc theo kiểu carbapenem producing CPE. Thì trong cái này nó cũng sẽ nói rất là rõ cho chúng ta cái cách sử dụng và cách liều lượng về sử dụng polymyxin hoặc là colistin để điều trị các cái chủng kháng sinh này. Và đây là một số những cái mới trong cái ESMIC năm 2019 tôi xin phép cung cấp. Đó là người ta nói rằng là chúng ta nên tránh cái việc sử dụng colistin monotherapy để điều trị AB hoặc là các cái chủng mà carbapenem. Lý do tại sao nên tránh monotherapy mà chúng ta nên combination là bởi vì cái khi mà chúng ta sử dụng colistin á thì nó thẩm, cái colistin thẩm thấu vào phổi nó kém lắm. Bởi vậy cho nên chúng ta trong trường hợp sử dụng colistin này nên phối hợp với sông khí dung thì là nó tốt hơn. Và combination thì nó đưa ra các cái option cho chúng ta đó, colistin cộng với carbapenem
tigercilin hoặc là fosfomycin hoặc là aminoglycoside. Nhưng mà riêng cái fosfomycin sau đó có một cái bài nó phân tích chúng ta phối hợp nó không có tốt vì cái nồng độ thuốc của nó không ổn định. Như vậy thì các cái option mà mới nhất chúng ta nó khuyên chúng ta có thể kết hợp đó là colistin cộng với cặp MNM, hoặc là colistin cộng với tigercilin, hoặc là colistin cộng với aminoglycoside. Đây là một cái nghiên cứu cho thấy rằng là nếu mà chúng ta sử dụng colistin mà chỉ có đơn trị thì so với cái việc phối hợp thì cái hiệu quả của cái nhóm phối hợp tốt hơn nhiều so với lại đơn trị. Đơn trị colistin tỷ lệ tử vong của nó, thất bại nó trên 50%. Đây là một cái cũng mới, tức là trong một số những trường hợp mà Capybara của Klebsiella pneumoniae đó thì nó dùng cái DC tức là double carbapenem, tức là nó dùng liều của carbapenem của mình mà liều đúp lên. Ví dụ như là imipenem của chúng ta là 0,5 gram nhân 4 lần trong một ngày, thì bây giờ liều đúp của nó là 1 gram nhân 4 lần trong một ngày. Meropenem là 1 gram nhân 3 lần trong một ngày, thì nó dùng 2 gram nhân 3 lần trong một ngày. Thì cái kết quả của nó đối với các cái KPC này thì chúng ta dùng DC tức là double carbapenem có hiệu quả, có hiệu quả tốt hơn, thậm chí tốt hơn cái nhóm mà sử dụng colistin. Đối với MRSA đó thì các bác sĩ mình cũng biết rằng là chúng ta có các cái kháng sinh hiện nay để mà điều trị các cái tụ cầu mà kháng meticillin, có thể là vancomycin, teicoplanin, daptomycin, linezolid. Nhưng mà đương nhiên daptomycin thì chúng ta không sử dụng trong điều trị viêm phổi, là bởi vì khi mà daptomycin chúng ta xài nó đi lên trên phổi thì nó bị sự phát tăng phá mất, thành ra nó mất cái tác dụng nó đi. Như vậy các cái kháng sinh cái mà chúng ta còn lại đó là vancomycin, teicoplanin hoặc là linezolid, và tùy theo cái tình hình của bệnh nhân, tùy theo bệnh nhân có bị tổn thương thận hay không mà chúng ta sẽ lựa chọn kháng sinh một cách thích hợp để điều trị MRSA. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là đối với các cái bệnh nhân bị viêm phổi cộng bệnh viện đó thì bệnh nhân bị nguy cơ nhiễm những cái vi khuẩn đa kháng rất là nhiều, bao gồm MRSA, tụ cầu kháng meticillin, các Enterobacteriaceae, Acinetobacter baumannii, các Pseudomonas aeruginosa mà kháng thuốc. Và do đó cái việc mà các bác sĩ của mình cần phải biết và hiểu về cái đặc điểm vi khuẩn và nhất là cái tình hình nhạy cảm đề kháng kháng sinh ngay tại cái nơi mà mình công tác, cái điều đó rất là quan trọng để chúng ta có thể dự đoán và chúng ta có thể điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm một cách tương đối là nó trúng đích. Và chúng ta nên dùng kháng sinh bao phủ ngay từ đầu và nên dùng kháng sinh xuống thang. Phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn sự theo dõi.